Xin chào anh em, hôm qua vừa có làm chỉnh sửa về các vị tướng, đặc biệt là Chona xong ấy, thì rất nhiều anh em comment yêu cầu review chi tiết riêng biệt về vị tướng này. Đặc biệt là chúng ta cùng đọc lại các bài review, các bình luận của anh em ở trên cả fanpage của Trải Game và trên kênh Trải Game nhé. Dạo YouTube nó đì qua anh em ạ, nó không thông báo các video mới của F tới cho anh em. Nên các bạn đừng quên bấm nút like của F và xem video của F vào 10 giờ sáng hàng ngày và 17 giờ mỗi chiều nhé. Siêu hot, TNG Shop.vn đang có ưu đãi cực khủng, có 102 khi anh em trở thành thành viên của shop. Đầu tiên nhận quà Noel hoàn toàn free nè. Tiếp theo khi anh em nạp thẻ thành công, có cơ hội nhận 100% giá trị thẻ nạp, nạp 100k, nhận 200k. Anh em lưu ý là may mắn mới nhận được nhé. Không chỉ vậy, nick game, mini game trên shop cũng đang giảm giá lên tới 70%. Mừng sự kiện Noel đang diễn ra trên shop. Anh em truy cập ngay TNG Shop.vn, trải nghiệm ngay nào. Đa phần các bình luận của anh em ở cả trên fanpage Trải Game TNG và cả trên kênh YouTube Trải Game thì nhiều anh em nhận định rằng Chona bây giờ chỉnh sửa giống trang tử bên Vương Giả Vinh Diệu. Mà con trang tử bên Vương Giả Vinh Diệu ấy là nó ngồi trên con cá voi nha anh em nhá. Trời ơi, đó là vị tướng đầu tiên khi mà em chơi bên Vương Giả Vinh Diệu thử sức với nó luôn ấy. Rất là nhiều anh em đưa ra ý kiến nào là Chona bây giờ ấy thì sẽ đi solo đường và đi mid khỏe như con trang tử ở bên Vương Giả Vinh Diệu. Còn anh em thì sao? Sự thay đổi của Chona ấy, nếu mà bạn nào chưa coi thì một ấy, em để link ở phần mô tả để cho anh em biết sau tướng chỉnh sửa nhá. Và cả voi, còn không thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết trong clip này trước. Đầu tiên là ở cái chiêu 2 này, khi các bạn vận dụng tức là nâng chiêu 2 đầu tiên ấy, các bạn sẽ kích ngay cái nội tại và cứ 6 giây anh em lại gây sát thương và nhận biến khống một lần. Tăng tốc độ chạy nè và tăng cả biến thương, tối đa cộng dồn 5 lần. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Cái lượng sát thương ở chiêu 2 này có hiệu chỉnh, có giảm một chút. Tại sao lại giảm? Bởi vì nó cộng dồn ở từng tầng nó cao quá anh em. 100 cộng 25 trên cấp độ này và thêm 15% công phép. Chưa kể còn tối ưu lại cái thời gian hồi chiêu. Ở đầu game thì tăng một tí, nhưng càng về sau càng spam dễ dàng hơn. Các bạn có thể xem, khi mà chúng ta để ở 5 tầng và duy trì 5 tầng nó lại càng mạnh hơn. Rất là nhiều comment reaction của anh em này. Bây giờ Chona chỉnh lại giống trang tử bản gốc này. Rồi ok, rất là nhiều anh em quan tâm đến Vương Giả Vinh Diệu. Nhà làm game gợi ý con Chona cho rồi còn gì. Bật chiêu cuối, không spam được chiêu 2 rồi. Vậy thì em có thể test được Chona đi rừng được không? Anh em đợi nhá. Để mà khi mà bản test Việt Nam update ấy, thì chúng ta sẽ test xem là một Chona đi rừng ok hay không. Em nghĩ là ok thôi, bởi vì chiêu 2 bây giờ rất là ngon rồi. Còn nếu bạn nào mà chưa biết trang tử bên Vương Giả Vinh Diệu sao ấy, thì các bạn có thể search YouTube nhá. Hôm qua mới chơi voi phê xong, hôm nay thấy cái này muốn trầm cảm luôn. Vậy thì chiêu cuối nó còn xóa khống chế không? Cái bạn này đang thắc mắc về chiêu cuối nha anh em nhá. Tức là chiêu cuối ấy, chúng ta sẽ xóa biến thương này, rồi bật chiêu cuối không spam được bằng chiêu 2 nữa, và bật chiêu cuối không còn sử dụng chiêu 2 là không tốn năng lượng. Chiêu cuối bây giờ vẫn hóa giải khống chế cho đồng đội nhá. Và bản thân Chona của đồng đội sẽ nhận được một cái lớp lá chắn. Thời gian tồn tại của lá chắn thì cũng khá lâu đó anh em. Về cơ bản ấy thì vẫn còn hóa giải khống chế, nên các bạn đừng có lo lắng. Đây nhá, 5 tầng chúng ta vẫn tiếp tục là được tăng biến thương này, rồi tăng tốc độ chạy. Theo cảm nhận của riêng S ấy, thì Chona bây giờ nó thiên về tự làm tự ăn hơn, chứ không hẳn là búp cho đồng đội quá nhiều. Bởi vì tất cả mọi thứ nhá, từ tăng độ chạy nè, miễn thương nè, thì Chona nó dồn ở chiêu 2 mà chỉ Chona nhận và Chona có. Còn chiêu cuối bây giờ chỉ có búp giáp, đúng không? Búp giáp tăng tốc cho đồng đội mà thôi, đồng thời là giúp đồng đội không bị khống chế, chứ không còn nào là miễn thương nè, nào là các thứ khác để giúp cho Chona cùng đồng đội tránh bị sốc đam. Đó là một cái điều thiệt thòi. Đó là lý do vì sao mà rất nhiều bạn ấy và ép cho rằng con Chona bây giờ đi sâu đường và đi mid có vẻ hợp lý hơn. Nội tại Chona khác gì Grack, nhưng là hồi nhanh hơn và tự động. Thực ra thì cũng có khác, bởi vì con Grack ấy là phải biết đánh luôn nào. Còn Chona là cứ 6 giây một lần, và Chona là gây cái lượng sát thương không phải dạng vừa, kết hợp có thể cộng dồn với chiêu 2 để gây thêm nhiều cái lượng sát thương hơn. Các bạn có thể thấy được đúng không ạ? Sát thương nó cứ dồn lên, càng cao và mạnh hơn. Nội tại bây giờ ấy là chúng ta không có miến thương, mà miến thương của Chona bây giờ có ấy
chỉ là ở chiêu 2 mà thôi nhá. Chỉ là ở chiêu 2 thôi. Và các bạn phải cố gắng duy trì cái chiêu thức này. Chao Na thành Ma Lốc, tức là chiêu 1 bị dính khống chế thì toang. Bây giờ các bạn sử dụng con Chao Na này và các bạn gồng chiêu 1 sẽ không còn được miếng khống chế như trước. Đấy là cái sự thật. Nhưng mà cái miếng khống chế đó chúng ta lại chuyển sang cái nội tại, tức là cứ 6 giây một lần. Khá là thú vị ấy chứ, tức là các bạn sẽ không phải tốn năng lượng và nó sẽ tự động. Tức là nếu các bạn đang bị khống chế mà được tự động hóa giải, khá thú vị ấy chứ. Chiêu 1 là xóa bỏ hiệu ứng giải khống và không thể sử dụng chiêu khi các bạn đang khống chế, tức là đang bị khống chế đó. Nhưng các bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều, bởi vì cứ 6 giây cho Na sẽ lại tự miếng khống chế mà. Đấy, tức là kể cả là đang bị khống chế và một chút thôi, hóa giải ngay. Sau khi nghe tin Chao Na được tăng sức mạnh, top Chao Na Việt Nam kiểu thời tới cản không nổi đúng không nào. Thực sự thì Chao Na ở bản Việt chúng ta bây giờ ấy, thì đa phần cứ pick xong ấy là anh em cứ auto phán định nó là đi trợ thủ. Nhưng thực ra nhiều anh em lại không hẳn là muốn cầm nó đi trợ thủ đâu anh em. Cầm đi mid, cầm đi solo đường cơ đấy. Em nghĩ là vẫn khá là tối ưu cho anh em à. Những con mà mình quan tâm như là Chao Na chuyển sang đi mid thay vì đi trợ thủ. Chao Na là một sự thay đổi quá lớn đúng không nào. Có vẻ như là nhà làm game ấy, họ muốn vực dậy cái vị tướng này và họ muốn chuyển thể cái vị tướng này thành giống bản gốc. Tại sao họ chuyển như vậy? Để giống vương giả Vĩnh Diệu để chơi AWC. Sửa xong không có voi càn giao tranh nữa rồi, mà là đúng chất kiểu trợ thủ như Trang Tử. Còn Trang Tử thì trợ thủ cũng khá là ok, nó rỉa cũng khá là đau đúng không nào. Thực ra càn ấy thì nó vẫn có thể càn được, bởi vì chiêu 2 của Chao Na vẫn tăng cho vị tướng này khá là nhiều cái lượng miến thương và tăng tốc độ chạy, giúp vị tướng này có thể càn nhanh và hiệu quả hơn. Anh em thấy không? Đam nó cứ cộng dồn đau thế cơ mà. Đỉnh chóp đúng không nào? Hồi xưa tập chơi tưởng là voi sát thủ, giờ hóa thành sát thủ thật rồi. Mọi thứ đều phải thay đổi anh em. Để mà chuẩn bị cho một cái giải đấu AWC, tức là cần các vị tướng của hai bên giống nhau. Ví dụ như là Vai Ô thì bên đó có Tô Thượng Hương nè. Rồi Tào Tháo thì bên mình có Lưu Bố nè. Đúng không? Phải không nhỉ? À đúng rồi. Lưu Bố bên đó ấy, thì lại thành Ma Lốc bên mình. Nếu không nhầm như vậy. Ui voi bản đồ của tôi. Kiểu này chắc thể thành voi sở thú mất rồi. Sao toàn mất miến thương vậy? Xóa đủ thứ. Thực sự thì là xóa miến thương cho đồng đội thôi anh em. Ví dụ như này này, đấy, miến khống chế đồng đội và tăng sắp ảo cũng tăng tốc độ chạy. Chứ nó vẫn chính nó nhá, tức là chính tông Chao Na vẫn còn miến thương của nó cơ. Đi top solo với phần lo Tino vẻ được á. Khá thú vị đúng không nào. Thực sự thì Chao Na ở cái bản này thì nó là không sử dụng năng lượng. Thứ hai là nó không có hất tung khống chế, nhưng nó gây ra thương hiệu rộng nhá. Sửa thế này thì cho đi mid cho nhanh. Rất là nhiều ý tưởng của anh em comment. Vậy thì anh em đánh giá sao về Chao Na? Comment dưới video nhé. Xem xong video của Ad nếu các bạn thấy hợp gu và có ích, đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận các video thông báo mới nhất. Xem video có mẹo của nó cả nha anh em. Nếu thấy hay ấy, thì bấm nút like. Không hay thì comment để góp ý. Nhưng quan trọng xem video, bấm vào các mốc thời gian, xem các vị trí, vai trò các bạn muốn xem. Đó là đặc điểm trên kênh của Tràm Game. Các bạn nhớ click theo mốc thời gian để xem thuận tiện, tiết kiệm thời gian nhé.